ngành công nghệ ngày càng phát triển, ngành vi mạch bán dẫn đang trở thành một trong những lĩnh vực nóng nhất hiện nay. Nó được ví như mỏ vàng đang chờ người khai thác. Gen Z có bỏ qua cơ hội khai thác vàng? Cuộc khủng hoảng thiếu hụt chip bán dẫn trong những năm gần đây đã làm tê liệt dây chuyền sản xuất tại một số quốc gia. Trong bối cảnh đó, ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn ở khu vực Đông Nam Á nổi lên như một giải pháp và Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm trong chuỗi đầu tư giá trị bán dẫn toàn cầu. Bán dẫn cũng được chính phủ xác định là một trong 9 sản phẩm quốc gia. Do đó, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp chip bán dẫn là rất lớn. Ngành này không chỉ mang lại thu nhập hấp dẫn mà còn hứa hẹn những cơ hội thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Các kỹ sư vi mạch bán dẫn có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau như thiết kế, sản xuất, kiểm định chất lượng và nghiên cứu phát triển. Bên cạnh đó, với sự đầu tư mạnh mẽ của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, cơ hội được làm việc và học hỏi từ những chuyên gia hàng đầu là điều hoàn toàn khả thi. Đại học Lạc Hồng sẽ là địa chỉ uy tín cùng Gen Z khai thác vàng. Trường Đại học Lạc Hồng tự hào là một trong những trường đại học được đầu tư bài bản và sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo địa phương trong đào tạo ngành vi mạch bán dẫn tại Việt Nam. LHU đào tạo nhân lực cho địa phương, sinh viên không lo đầu ra. Cuối năm 2023, tập đoàn Coherent Hoa Kỳ cũng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh ủy, đề xuất triển khai các dự án liên quan đến công nghệ cao trong lĩnh vực quang học, bán dẫn. Theo đó, doanh nghiệp đã đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm đến khả năng đáp ứng nguồn lao động lĩnh vực điện tử, bán dẫn cho các dự án công nghệ cao đầu tư vào Đồng Nai. Trường Đại học Lạc Hồng phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Sun Edu, một tổ chức đào tạo quốc tế uy tín hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo vi mạch bán dẫn, cùng tiến hành thành lập trung tâm vi mạch bán dẫn tại LHU với kinh phí trang thiết bị lên đến 2,2 tỷ đồng. Đây sẽ là nơi trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực đang khan hiếm này cho địa phương để kịp thời đáp ứng đội ngũ kỹ sư đang kỳ vọng của ngành này tại Việt Nam là 5.000 đến 10.000 kỹ sư trên một năm. Học từ thực tiễn đến doanh nghiệp. Bên cạnh việc đảm bảo cơ sở vật chất và đội ngũ chuyên gia hùng hậu cố vấn trong đào tạo, Đại học Lạc Hồng phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo từ các quốc gia tiên tiến trong ngành bán dẫn. Hợp tác đào tạo với các trường đại học như Đại học Quốc gia Cần X hay Đại học Kỹ thuật Minh Tân, những trường hàng đầu về công nghệ vi mạch tại Đài Loan để đưa sinh viên sang học tập và thực hành vào các năm cuối của khóa học. Phối hợp với Synopsys, công ty công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thiết kế và xác minh vi mạch điện tử, đã triển khai một chương trình đào tạo đặc biệt dành cho giảng viên trường Đại học Lạc Hồng. Đại học Lạc Hồng ký kết hợp tác toàn diện với công ty Onsemi. Đây là công ty con của tập đoàn Onsemi Conductor, Hoa Kỳ, chuyên sản xuất mạch tích hợp lai, các linh kiện bán dẫn rời dùng cho ô tô, thiết bị điện gia dụng và các ứng dụng công nghiệp khí nén. Kết nối với các chuyên gia đầu ngành, giúp sinh viên cập nhật những xu hướng mới nhất trong ngành vi mạch bán dẫn. Ngoài ra, trường còn có các chương trình hợp tác với các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia thực tập và trải nghiệm thực tế ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Dự báo trong 10 năm tới đây, ngành vi mạch bán dẫn đang mở ra một tương lai tươi sáng với vô vàn cơ hội và thách thức. Và với sự đào tạo chất lượng tại Đại học Lạc Hồng, sinh viên chắc chắn sẽ có nền tảng vững chắc để bước vào ngành công nghiệp đầy tiềm năng này. Đừng chần chờ nữa, hãy đến với Đại học Lạc Hồng ngay hôm nay. Hãy gọi cho chúng tôi tại hotline 0251 73 00 73 hoặc truy cập vào website tuyển sinh.lhu.edu.vn để xét tuyển ngay từ hôm nay.